bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Showbiz hôm nay vừa nhất bác lật mặt nhanh như chớp, chiều lại diễn biến sự cố thành khoảnh khắc kinh nghiệm. Vừa nhất bác lật mặt nhanh như chớp khiến fan choáng váng. Chỉ trong tích tắc, vừa nhất bác thay đổi thái độ 360 độ khiến fan cảm thấy chóng mặt ra trò. Không thể phủ nhận rằng vừa nhất bác là một nghệ sĩ vô cùng đa tài khi có thể làm tốt công việc trên nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, được biết đến với tư cách là một thần tượng. Tuy nhiên, khả năng vũ đạo của anh chàng được nhiều người công nhận và nhận xét là không thua bất cứ vũ công chuyên nghiệp nào. Không chỉ nhảy điêu luyện, thần thái của vừa nhất bác khi trình diện cũng là điều rất ấn tượng. Mới đây, đoạn clip vừa nhất bác bỗng lật mặt sang thái độ khác khi đang nhảy quân ngầu trong tích tắc được quan tâm mạnh mẽ. Màn thay đổi biểu cảm tốc độ này của vừa nhất bác khiến fan choáng váng, không ngờ nam ca sĩ có thể lật mặt nhanh như thế. Trong clip ghi lại màn trình diện của nam ca sĩ, vừa nhất bác diện trang phục áo sơ mi trắng cùng quần ôm đen, dễ hoạt động. Ở đoạn đầu, anh chàng có những động tác quân ngầu, mạnh mẽ, gương mặt cũng toát lên sự lạnh lùng như nam thần. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, ngay một đoạn rap mới của nhạc, vừa nhất bác liền đổi thái độ từ quân ngầu sang dễ thương đáng yêu. Ngay khi nhạc chuyển sang giai điệu vui vẻ, anh chàng cũng liên hoạt thay đổi biểu cảm. Động tác cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, lắc lư, đáng yêu. Với thần thái cuốn hút, vừa nhất bác tiếp tục chứng minh mình là một dancer thuộc hàng top của C-pop. Với những bước nhảy từ mạnh mẽ đến bùng nổ, vừa tiết chế, với những pha điều khiển cơ thể hoàn hảo. Có thể thấy dù ở phương diện nào, vừa nhất bác cũng khiến fan thích thú, mê mẩn theo cách riêng. Triệu Lệ Dịn biến sự cố thành khoảnh khắc kinh nghiệm, khoe chọn lợi thế visual, đúng chuẩn gái một con trong mòn con mắt. Netizen dành nhiều lời khen cho nàng Triệu Lệ Dịn vì vẻ đẹp trong trẻo, cùng biểu cảm sang chảnh khi bất ngờ gặp phải sự cố không ai ngờ. Mỗi lần tham dự sự kiện, các nghệ sĩ, đặc biệt là sao nữ, luôn cố gắng xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, hoàn hảo nhất. Không ai mong muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra trong lúc đang sải bước, tạo dáng tại thảm đỏ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt khi minh tinh biến giây phút sơ suất thành khoảnh khắc đẹp tới nao lòng. Ngày hôm nay, Weibo Sứ Trung bất ngờ chia sẻ lại loạt hình ảnh của Triệu Lệ Dịn khi cô nàng tham dự một sự kiện quảng bá thương hiệu hồi tháng 4 năm 2021. Xuất hiện với chiếc váy quay trắng khoe khéo bờ vai thon, tình cụ Phùng Thiệu Phong đẹp tựa nàng thơ. Tuy nhiên, trong lúc nữ diễn viên đang mải mê trò chuyện với MC, một bên bông tai bỗng nhiên rớt xuống xương quay xanh của nàng sợ kiều. Không hề hoảng hốt, Triệu Lệ Dịn thoáng chút bất ngờ sau đó cười mỉm với MC và nhẹ nhàng cầm bông tai đang vươn trên bờ vai gầy, làn da trắng mịn màng càng trở nên nổi bật. Có thể nói sau khi sinh con xong, Triệu Lệ Dịn có màn bứt phá ngoạn mục trong việc cải thiện hình ảnh và khí chất. Nhờ những tạo hình đẹp kinh nghiệm, người đẹp họ Triệu trở thành đối thủ nhan sắc đáng gờm của Dương Mịch, Angelababy và Địch Lệ Nhiệt Ba. Tại sự kiện xảy ra sự cố rơi hoa tai này, Triệu Lệ Dịn nhận được vô vàn lời khen từ các fan. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.